Bài Don't Stop the Music chia cha 8 câu, hai hướng bắt đầu bằng chân trái trước. Bài này no tap, no restart, thuộc level intermediate. Rồi, chúng ta bắt đầu. Với chân trái, câu số 1. Bước ngang, chân trái, 1. Chân phải chuyển không, 2 và 3. 4 và 5. Lùi, 6 và 7. Lên, 8 và 2. Chúng ta thực hiện lại câu số 1. Ngang, 1. Kéo chân phải vô trục, 2 và 3. Tiếp tục trục chân trái, 4 và 5. Lùi chân phải, thực hiện bước đổ chân, 6 và 7. Thực hiện cha cha bên trái, 8 và 2. Làm lần nữa với chân trái, 1, 2 và 3, 4 và 5, 6 và 7, 8 và 2. Chúng ta qua câu số 2. Câu số 2 bắt đầu bằng chân trái. Bây giờ chân phải chúng ta lên tiếp là nhịp 2, 3, 4 và 5. Chúng ta bước lên trái, chuyển 90 độ qua trái, 4 và 5, 6, 7, 8 và 3. Chúng ta thực hiện lại câu số 2. Nhịp 2 đầu của câu 2 là chân trái, tiếp tục đi, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, lùi, 8 và 3. Chúng ta thực hiện lại câu 2 một lần nữa nào. 2, 3, rẽ trái, 4 và 5, 6, 7, 8 và 3. Vị trí này chúng ta qua câu số 3. Lùi 3 là chân trái, nghỉ 2 và 3, 4 và 5. Thực hiện bước cha cha lên bằng chân phải, bước 6, xoay 7 ra sau theo chiều bên phải, 7. Tiếp tục tư thế này, bước chân trái lên, 8. 8 ở đây chúng ta bước mở để vào, chúng ta bước chân phải ngang qua, và 4 thì chúng ta lùi chân trái một lần nữa, là lùi về hướng này. Chúng ta thực hiện lại câu số 3. 3, nghỉ 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, xoay theo chiều bên phải, 7, 8, bước chân trái lên, và lúc này chúng ta sẽ xoay theo chiều bên trái, xoay theo chiều bên trái, 8 và 4. Có nghĩa 8 và 4 chúng ta lại thực hiện quay ra sau một lần nữa. Chúng ta làm lại câu số 3 một lần nữa. 3, nghỉ 2 và 3, 4 và 5, bước 6, xoay 7, bước 8, xoay và 4. Bước số đến của câu số 3. 3, nghỉ 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 4. Vị trí này chúng ta sẽ qua câu số 4. Lùi 2, 3, 4 và 5. Thực hiện bước chân ngang, nhấp 6 và 7 và 8 và 5. Chúng ta thực hiện lại nhấp chân
4, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 5. Vậy là chúng ta đã qua hết 4 câu. Bây giờ em sẽ hệ thống lại 4 câu đầu tiên của bài 1, 2, 3, 4. Bắt đầu với chân trái trước. Ngang. 1, 2 và 3, 4 và 5, 6 và 7, 8 và 2. Và câu số 2. 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 3. Và câu số 3. Nghỉ 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 4. Qua câu 4. 2, 3, 4 và 5, 6 và 7 và 8 và 5. Chúng ta tiếp tục qua câu số 5. Trên trái bước ngang là 5. Nghỉ 2 và 3. Điểm 4, 5. Vị trí này chúng ta sẽ ra sau. 6 và 7, 8 và 6. Nhấp mâm bột. Chúng ta thực hiện lại câu số 5. Trên trái là 5, nghỉ 2 và 3, điểm 4, chéo trước 5, điểm ngang. Sau đó là vòng chân ra sau, đổi chân từ trước ra sau. 6 và 7, mâm bổ 8 và 6. Vị trí này chúng ta qua câu số 6. 6 là chúng ta đã lùi vào chân trái rồi. Bây giờ chúng ta đánh hông qua nhịp thứ 2. 2 và 3, 4 và 5, 6, 7. Vị trí này chúng ta sẽ chuyển hướng 90 độ qua phải. 8 và 7. Chúng ta thực hiện lại câu số 6 một lần nữa. 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 7. Vị trí này chúng ta sẽ qua câu số 7. Nhấp 2, 3, 4 và 5. Thực hiện chia ngang. 6, 7, 8 và 8. Vị trí này chúng ta sẽ chuyển hướng tiếp tục 90 độ phải về mặt này là 9 giờ. Chúng ta thực hiện lại câu số 7. 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 7. Vị trí này chúng ta qua câu số 8. Thực hiện bước mâm bổ. 2 và 3, 4 và 5, 6. Bước chân trái lên. 6, 7 xoay ra sau theo chiều bên phải. 7, 8 và 1. Chúng ta sẽ chuyển hướng tiếp tục 90 độ về hướng 6 giờ. 8 và 1. Chúng ta thực hiện lại câu số 8. 8, mâm bổ 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1. Bây giờ em sẽ thực hiện lại 5, 6, 7, 8. 5, nghỉ 2 và 3, điểm 4, 5, 6 và 7, 8 và 1.
4 và 5, 6, 7, 8 và 8, 1, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1. Lúc này chúng ta sẽ về 1 và thực hiện lại từ đầu. Bây giờ mình hãy thống lại bài 8 câu 2 hướng kết hợp với một chút xíu của phần tay. Phần tay thì chúng ta có thể lên đọc tùy thích ha. Ở đây thì em đi theo cái bài mẫu của em ạ. Câu số 1. 1, 2 và 3, 4 và 5, 6 và 7, 8 và 2, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 3, nghỉ 2, và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 4, 2, 3, 4 và 5, 6 và 7 và 8 và 5, nghỉ 2 và 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và 6, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 7. Câu số 7. 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 8, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1. Chúng ta tiếp tục hướng thứ hai. 2 và 3, 4 và 5, 6 và 7, 8 và 2, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 3, nghỉ 2 và 3, 4 và 5, 6 xoay 7 bước, 8 xoay và 4, 2, 3, 4 và 5, nhấp 6 và 7 và 8 và 5, nghỉ 2 và 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và 6, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 7, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 8, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1. Đây là một bài cha cha khá dài, 8 câu và rất là nhiều bước. Chúc các cô chú anh chị thành công với bài Don't Stop the Music cha cha.